bước ra xa xa, ra chú chỉ con, đây là cái lưng, đây là cái giò trước, đây là cái đầu. Cô quay rồi, đúng không? Thấy cô thấy cái này còn minh mộ hơn, dữ dội luôn. Thần quy, thần kim quy của chùa Bạch Ngọc. Mình mới đi ngang mà mình không phát hiện luôn á. Ở đây cùng giếng như này, xin bà ở đây cho quý đồng đạo ở đây tịnh 3 tháng. Mà 3 tháng không cơm, chỉ uống nước và trái cây chung đỉnh thôi. Dừng bích, bích. Nhóc sao không cúng mà lại đây cúng hoài chạy ào ào. Chút sợ. Chùa Bạch Ngọc. Chùa Bạch Ngọc này thì đây là một cái nơi mà có điều tâm linh. Tâm linh. Và đặc biệt thì cô bác quý vị thấy cái chùa, cái cổng trước chùa trong đó. Nó nghèo lắm. Mà cái chùa rất khổ lắm. Khổ lắm. Nhưng mà có tâm linh thì cái linh căn đều ai thấy là chú nói thiệt 10 người đến là mến mộ hết chín rồi. Là cái phần thiêng liêng. Đến lần mai mốt sẽ đến nữa. Đó. À, chú không gài cũng ra mơ nói vậy nè, không gài sau từng này đó thầy con á, cái đầu tháng tới giờ người ta tới ào ào chú sợ luôn. Mình không nhận mà tới ào ào vùa thôi, ngốc không chịu ai vô cũng hết, sợ họ tố giác mình này cái nọ. Đây con quay luôn, đây là tượng của thần quy, bước ra đây. Đó thấy không, cực kỳ luôn. Bước ra xa xa, đây chú chỉ con, đây là cái lưng, đây là cái giò trước, đây là cái đầu. Cô quay rồi, đúng không? Thấy cô thấy cái này còn minh mộ hơn, dữ dội luôn. Thần quy, thần kim quy của chùa Bạch Ngọc. Mình mới đi ngang mà mình không phát hiện luôn á. Thấy không? Cô thấy rõ ràng không? Giống y ra không cái giò không? Bởi đứng đây mình đưa lên mình thấy nó. Một điều kỳ diệu của bác quý anh chị. Kỳ diệu. Thi hữu. Cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng nè. Ở đây là cái phần chân nè. Là thằng chân trước đó. Phần đây là cái phần lưng. Phần lưng. Đây là phần đầu cổ. Đang ngẩng cái đầu lên. À ngóng đầu. Và khuyết vô cái phần ở trên giống như là một cái con mắt. Dạ con mắt luôn, có miệng luôn. Có miệng luôn ha. Đó, ở dưới này, ở dưới lườn ở dưới này nè cô bác có gì? Có trong bụng rất là rộng rãi. Một cái ức. Cái lườn của cái cổ á. Đó. Đang ngóc lên. Đó. Trời ơi. 90% A Di Đà Phật. Trời. Hy hữu. Đó, sao này nó lại có một cục tượng đá đây. Cái phần chân đó. Dạ. Lại đó. Đó. Giống như có một cái cục đá nhỏ này. Rồi. Thì nó giống như là đang ấy chân. Và đặc biệt cái tảng đá này vừa vô cái tảng đá bự này. Để dừng lại cho cái ngày ở đây dừng lại. Không có ngày tiến tới mà không có ngày xả lui nữa. Để cho cái ngày ngự đây. À tới đây cái ngày phải tỉnh đây. Và đặc biệt là lại đó. Thần quy này lại hướng vô cái chùa Bạch Ngọc á. Hướng vô chùa Bạch Ngọc, ngó về hướng tây. A Di Đà Phật. Dạ. Là giống 90% cô bác có thấy có đúng không hay không? Ồ. Đó, cảm giác A Di Đà Phật. Rất là kỳ ha. Dạ đó. Bây giờ chú dẫn con vô cái bụng của ông thần quy luôn. Đó, hy hữu, tiến vào. Đây. Bởi vì cái tâm linh mà. Vậy nếu như mà tính theo bình thường thì đây là hai tảng đá khác nhau. Dạ. Yeah. Nhưng mà hai tảng đá mà nhìn hướng từ phía bên kia á thì mình sẽ thấy được là nguyên một ông thần quy đang đưa một cái cổ ra. Dạ. Yeah. Đây là cái phần đầu hay ha. Ngài ngóng lên rồi đưa lên. Thật kệ, đây là vô bụng của ông thần quy. Đây. Đúng rồi, con thấy mát mẻ không? Mát mẻ luôn. Nó là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu. Dạ, chú xin nói chú Út để thay mặt có gia đình Long Từ. Hồi xưa bạn với bà Bảy là chủ trì đây. Tinh đồng đạo tu sĩ xin ở đây cùng giếng như này. Xin bà ở đây cho quý đồng đạo ở đây tịnh 3 tháng. Mà 3 tháng không cơm, chỉ uống nước và trái cây chung đỉnh thôi. Dừng bích, bích. Nếu cần gì thì viết giấy đưa. Bà Bảy là phục vụ cho người hành đạo, người tịnh cần gì. Nhưng mà cái người tịnh đây, tịnh 3 tháng, gửi giấy ra nói thưa cái chủ gia, 3 tháng hôm sau xin tịnh thêm 10.000 nữa là 100.000. Mà người đó cũng không có sao hết, rất tốt đẹp. Tịnh 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 là cũng như ở đây tịnh không có thấy người, không thấy hết. Nhưng mà không ăn cơm. Người chú? Có một vị nữ. Một người một à? À, ở tỉnh. Không có thấy mặt. Bà ngày không thấy mặt trời. Không thấy người. Dừng đây bích. Dừng đây bích. Cần gì đút cái giấy ngay cái cửa. Cũng như bà là tiếp viên. Một ngày mình mấy lần để giếng. Bà Bảy là bà Bảy là chủ trì. Tiếp tế là người hậu cần. Để cho người là tỉnh.
Nhưng mà người tịnh này tịnh 3 tháng gửi giấy ra, phẻ xin tịnh thêm 10 ngày nữa. Dạ. Là cũng thấy vẫn còn khỏe luôn. Dạ. Cái người tịnh vẫn khỏe mạnh. Người tịnh đó là ở đâu bác? À, ở Thọ Giang. À, Thọ Giang, xã Thọ Giang. À, núi Chóc. Dạ. Dưới núi Chóc. Cô Nguyện. Sáu Tráng Nguyện, Nguyện. Là người tu sĩ tịnh đồng đạo trai giới từ nhỏ lớn. Năm không. Đó cô đó bao nhiêu tuổi rồi? Hồi đó chắc gì chắc khoảng 40 ngoài 50 thôi. Tới bà mới di tịch khoảng 3-4 năm nay thôi. Ồ. Người tu không chết bệnh. Nhiên tịch thì ở đâu? À, nhiên tịch thì cũng xã Dòng Đông. Dạ. Núi Chóc, xã Tô Giang. Biết cô đó luôn? Biết, tại vì biết cô, hồi đó biết. Nhưng mà bà cụ phụ vụ ở đây tu. Cũng như tình đồng đạo cảm mến nhau ở những người tu á, vài dạ. Người tụ tập ở nơi tu. Nhưng mà tôi chú nguyện ra ở đây xin tịnh, thì bà nói thôi tịnh thì tôi phục vụ. Thì phục vụ 3 tháng thấy khỏe. Không ăn không uống luôn? Chỉ uống nước trái cây chút đỉnh thôi. Chứ dứt khoát là không ăn diêm, không ăn cơm. Dừng hai bên dắp này lại? Dừng hết, không lo thấy người mà. Đây con bước đây có cái điện nhỏ của Sơn Thần. Chắc kỹ. Chắc lúc đó là ngộ đạo luôn. Ngộ đạo, đó là ngộ đạo. Chứ gặp mình, chú đây tầng được không? Ai với đâu Phật? Mình 3 ngày không ai với đâu Phật. Sáng chiều rồi, ai với đâu Phật hết chưa? Bước ra đó còn giết giá chân thần. Dạ. Còn ở đâu đâu con giết các ngài. Những dạ. Thờ đó, biết vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy á, chú thì không có qua để gì hết. Những cái anh á. Đây là Sơn Thần hả? Dạ, điện Sơn Thần của sau lưng của ông Thần Quy. Trong qua cái ngày phần mình đang ngồi đây giống là cái chân của ông đó. À cái chân ông đó, phần sau đó là dạ. Có cái điện Sơn Thần. Tôi thấy cái tâm linh một cái vùng đất mà coi như là những cái điều tâm linh mà rất là khó lý giải. Nhưng cái câu chuyện mà bác Úc mới chia sẻ về một sư cô tu sĩ tịnh, người tu sĩ tịnh ở đây 3 tháng 10 ngày. Ủa? 3 tháng không sao gửi thêm xin 10 ngày là 3 tháng 10 ngày tịnh khẩu dưới bụng của coi như là tảng đá của ông Thần Quy như thế này mà không sao hết. Vậy uống nước cái cây vô đỉnh không có cái này bác Úc có quét không cho anh dạ. Dưới này nè cũng như hôm gà quét cũng như quý bà con ta chiêm ngưỡng quá ta xin ta từ thiện ta quét chứ hồi xưa đó ở nằm trên đó thôi là dừng cái này như mua lá rồi dừng hết bích không có thấy người mà đã tịnh rồi đâu có thấy mặt người mà điều đặc biệt là cái ở dưới cái tảng đá này á giống như là một cái mái nhà bởi vì trong bụng Thần Quy rất rộng rãi rất mát mẻ rất chu đáo đó không hiểu tâm linh tạo hóa như thế nào nhưng mà khi mà một cái hòn đá như thế này cộng thêm một cái hòn đá này và hòn đá đằng sau thì hai cái hòn đá này lại có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ đó là phần hòn đá này sẽ làm phần đầu của là đầu của Thần Quy và cái phần đá này là phần bụng và coi như mình không bác Úc không chỉ thì mình không biết và không biết. Ở dưới cái phần dòm này nó giống như là một cái mái nhà và nơi đây thì khi đến nơi đây vào một buổi chiều tà như thế này thì mình mới thấy được cái sự thanh tĩnh nơi núi rừng và những cái câu chuyện mà tâm linh về một sư cô một vị sư cô tịnh tu ở dưới cái tu sĩ bên đạo. Ẩn tu tịnh tu không ăn 3 tháng 10 ngày vẫn có thể sống được. Và hiện nay thì theo chia sẻ của bác Úc á, cô mới vừa viên tịch khoảng vài năm nay thôi. Và bác Úc là một người đã chứng kiến cái giai đoạn lịch sử đó. Và bác Úc đã kể tường tận về một cái câu chuyện của cái người trước. Của bà Bảy là một người tiếp tế nước cho sư cô này. Đó. Đây, con sẽ quay lên cái cảnh này, chỗ này con quay lên lấy cái đầu. Cho những người không hiểu đã biết đây là có phải là tạo hóa thì ở bên kia phần kia có giống vậy không chú? Ở bên kia thì chắc hơi khác. Chú biết con biết sao tại chú không có trang điểm trang hoàng lời ngôi báo những người ta lại thắc mắc những này cái nọ. Những người có tâm linh chú dẫn cho hiểu thôi. Đây nhìn giống thằng Quy đang ngẩng đầu cao lên á. Đó mắt luôn miệng luôn. Đó, bỏ dài. Hay. Nhìn nè, mắt này cô bác quý chị, miệng ở dưới này nha. Đây là phần đầu. Và đây là phần mình. Và đặc biệt kế đây thì phần cổ. Mà nếu như mình nhìn sơ qua thì cứ nghĩ chỉ là một hòn đá
đơn sơ nhưng mà mình nhìn kỹ lại á, thì đây là một hòn đá và đây là một hòn, nhưng mà đều cấu tạo ở đấy, ở trên nơi kia kìa. Đây con bước lên được không bố? Thì coi như phần này là phần mắt nè, à, phần này là phần miệng nè, phần này là phần mắt á. Cô bác quý anh chị nghĩ có thể cô bác quý anh chị nghĩ đây là tự nhiên không? Nhưng mà thật ra thì đây là thiên nhiên 100%. Chị á, thị trấn Núi Sập này chị có cái chùa Bạch Ngọc của bà Bảy, có những cái di tích lịch sử. Cô bác quý anh chị có thể hiểu rằng thần quy, gọi là thần quy đang từ từ ở trong cái hang, ở tảng đá kia giống như là một cái hang chui ra hơn nửa mình và để hai cái phần chân ở dưới này. Đó. Thì khi hôm nay đến đây được bác Út chia sẻ rất là vui như thế. Những cái câu chuyện mà thiên nhiên tạo hóa không thể nào lý giải được. Và đặc biệt thì cô bác để xem mến mộ có cô bác có tín ngưỡng thì về cái vùng đất để giếng mộ. Dạ. Vùng đất An Giang. Tiền duyên. Dạ, vì hôm nay con cảm ơn chân thành cảm ơn của phái đoàn của con là Đồng Tháp đến đây để quay những cái bức ảnh về cô bác xa xôi không có phương tiện đến để viếng mộ, ai có tâm linh thì sẽ đến viếng thôi. Chứ thật sự ra chùa Bạch Ngọc không thu thập, bà con đừng có nghĩ đến sẽ cúng, không có, chỉ lo cái kinh phí để đến viếng được cái tâm linh hay là không linh tùy duyên của cô bác A Di Đà Phật. Hôm nay thì con đến đây và con đến đây con gặp bác Út rất là vui và con cảm ơn, chân thành cảm ơn bác Út nha, đã chia sẻ cho con những cái câu chuyện tâm linh mà coi như là khó lý giải. Cô bác quý anh chị nào có về vùng đất Hội Sơn hãy ghé thị trấn Núi Sập và lên chùa Bạch Ngọc của bác Út để giếng nè, để tham quan đó. Thì những cái của thiên nhiên thì chắc Bùi Hồ xin chào và hẹn lại cô bác quý anh chị. Chào.